Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay em test con Galaxy Acufy G18 ha. Thì cái con này em về trong tình trạng là tuyệt vời hơn con kỳ rồi, là có hộp gỗ và có cả catalog. Ha, catalog của nó đây. CT Rockfish ha, Acufy AWI Acufy G18 này. Ha, nó có hai màu nè anh em ha. Đấy. Rồi. Thì cũng như con trước rồi, đầy đủ mặt kiến vẫn còn nè. Nói chung là rất là ok. Thì quay để giới thiệu đến anh em thì cái hộp gỗ như thế nào. Đấy. Đấy, như đây. Này em xin phép bỏ ra ha. Sử dụng mặt ở trong cái trái đèn nha. Đấy. Đó nè. Và em đang sử dụng cổng RCA. Thì cái dây này em thấy xài rẻ mà rất là ok á, rất là ngon. Chỉ có 300 ngàn một cặp thôi. Một cặp chứ không phải là một sợi nha nè. Nó bó sẵn như vậy thôi. Đây là một cặp ha. Em cứ nói lộn là một sợi, anh em cứ hỏi em làm coi. Rồi đấy. Thì một bác khách ở Bến Tre đã chốt và chuyển tiền cho em rồi ha. Giá nó vẫn vậy nha anh em. Giá vẫn vậy. Đó. Rất là đẹp luôn. Nghe hay bài đẹp ha. Thì đối với những con Acufy G18 thì những cái linh kiện em trước em đã show cho anh em rồi. Thì hôm nay nó ngoài cái mặt ở phía trên có linh kiện thì cái mặt ở dưới bụng nó cũng toàn là tụ lục nguồn cao cấp hết nha. Thì cái con này em vệ sinh thì em mới phát hiện là nó rất là ok. Cái chỗ là phía dưới nó cũng, cái mặt dưới nó cũng có toàn là linh kiện không. Đấy. Đây em mở cái nắp ra. Rồi, rất là đẹp. Nó không có bị bể tiếng nha, nó không có bị ồn ào. Rất là êm dịu. Đó là chất âm cơ bản của Acufy. Giờ em sẽ bỏ lọc anh em để tiếng bass anh em sẽ xuống ha. Đó. Bass nó yếu lại ngay. Thì đây vô cái điện thoại mình quay á, thì cái điện thoại thì nó cái tiếng bass nó rõ, nó thể hiện rõ hơn là cái tiếng trap hay tiếng mic nha. Đây nguyên cái gương mặt của nó đây, rất là đẹp nha anh em. Thì hôm nay em quay để giới thiệu anh em và quay cho anh em xem cái vỏ gỗ của lọc xì Acufy G18 nó như thế nào ha. Và con này thì về tình trạng còn cả catalog và hộp gỗ. Thì sau clip này em cũng sẽ đóng gói gửi cho bác khách và bác mua luôn cả cái cọng dây ba lăng ha. Rồi thì em cũng rất cảm ơn anh em bao lâu nay đã theo dõi kênh và ủng hộ kênh. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Đấy. Thì cái con này em cũng đã show rồi, thì hôm nay em chỉ quay để giới thiệu lại thôi chứ không cần phải show nữa ha. Hàng cao cấp anh em ha. Rồi em xin kết thúc nha, và anh em nhớ đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những clip tiếp theo của em. Thì những cái đơn hàng mà dây của anh em đi đặt hàng em cũng đã cho đi khá là nhiều, còn rất là ít thì em sẽ chuẩn bị về tiếp những sản phẩm nữa để cho anh em chơi. Thì trên clip này em cũng xin thông báo luôn là em cũng sắp cập bến một con âm ly khủng của hãng Bioner. Đó là con Bioner XX 1250, đẹp keng, đẹp xuất sắc, hàng siêu thị về, đẹp lắm anh em ơi. Ruột gan là 7 màu keng. Thì XX 1250 anh em biết rồi, sử dụng 8 con sợi sắt chữ đỏ Toshiba và 4 con tụ lục nguồn bự hơn lon bia. Đấy, em chuẩn bị cập bến ha. Đó, xin thông báo anh em trước, anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em để đặt hàng, hàng sắp cập bến, sắp về tới rồi. Rồi, tới đây em xin kết thúc và xin cảm ơn anh em rất nhiều.